Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với kênh tin, tin tức Xoái TV của chúng tôi. Chương trình thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn tin nóng về tình hình căng thẳng tại đảo Phú Quốc sau khi Việt Nam bắn hạ một máy bay trinh sát của Campuchia bắt sống một phi công thì xảy ra một cuộc đụng độ trên không đầy ngoạn mục giữa không quân hai nước với kết quả là năm chiếc máy bay tiêm kích H6 của Campuchia bị bắn tan xác trên vùng không phần của Việt Nam. Diễn biến vụ việc này ra sao mời quý vị lắng nghe bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, dưới sự giật dây từ Trung Quốc, Campuchia trong thời gian gần đây thường xuyên tổ chức các cuộc xâm nhập chống phá Việt Nam dưới vỏ bọc chủ quyền lãnh thổ bằng đủ các dạng hình thức như ủng hộ giúp đỡ các tổ chức được Trung Quốc hậu thuẫn, tấn công vào các khu vực tỉnh biên giới giáp với Việt Nam. Đặc biệt là tài đạo chiến lược Phú Quốc mà Campuchia gọi là công cha của mình luôn được Trung Quốc lẫn Campuchia chủ tâm nhiều nhất bởi vị trí địa chính trị vô cùng quan trọng của nó. Cho dù đã nếm nhiều trái đắng tại đây, nhưng chính quyền của Thủ tướng Hun Sen vẫn ngoan cố không bao giờ chấp nhận sự thật và từ bỏ ảo phòng của mình. Kính thưa quý khán thính giả, trong một diễn biến liên quan vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm qua, sau khi một chiếc máy bay do thám KL-2000 của Campuchia xâm nhập vào vùng biển của Phú Quốc, liên bị hệ thống phòng không của Việt Nam trên đảo Phú Quốc phát hiện và bắn hạ bắt sống viên phi công một cuộc đối đầu đầy hỗn loạn và chưa từng xảy ra giữa hai nước từ trước đến nay đã diễn ra sau khi một phi đội gồm 7 chiếc máy bay tiêm kích của không quân Campuchia lại tiếp tục xâm nhập vào không phần của Phú Quốc. Đầu tiên để thực hiện việc bảo vệ an toàn cho vùng không phần của Việt Nam, Việt Nam đã cho xuất kích 8 chiếc S-30A và F-35, nên ngăn chặn phía Việt Nam đã bản ra hơn 100 phát đạn để cảnh cáo máy bay chỉ huy và phi đội tiêm kích của Campuchia sau khi chấp hành một cách miền cưỡng và đầy thách thức, bảy chiếc máy bay của Campuchia đã bay ra khỏi vùng không phần đạo Phú Quốc. Nhưng chỉ 15 phút đồng hồ sau đó, cả bảy chiếc tiêm kích này lại tiếp tục xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo các nguồn tin của chúng tôi có được là hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến những động thái này và lý do tại sao các máy bay của Campuchia lại tỏ vẻ khiêu khích đối với Việt Nam. Nhưng các nhà phân tích quân sự cho hay, Kế hoạch này có thể đã được Campuchia thiết kế để rủ các máy bay của Việt Nam điền với mục đích thu thập thông tin tình báo cũng như về hệ thống phòng không tại đảo Phú Quốc. Kế hoạch này có thể sẽ cho họ một phát đồ đầy đủ về hệ thống phòng không của Việt Nam, một cựu phi công của không quân hoàng gia Australia và nhà phân tích ở Học viện châu Á cho hay. Thưa quý vị, để phản hồi lần thứ hai này, Việt Nam đã huy động hơn 10 chiếc máy bay và đã bắn ra hơn 200 phát đạn cảnh báo trước mặt các tiêm kích của Campuchia. Theo lời chỉ huy của phi đội máy bay Việt Nam, thiếu tá Trương Quốc Huy các phát súng đã được bắn ra từ súng cỡ nòng 20 mm nhưng vẫn không nhận được phản hồi nào từ phía Campuchia. Cuối cùng Việt Nam đã cho lệnh tấn công vào các máy bay Campuchia khi tiếp tục cố tình xâm phạm vào vùng nhận diện phòng không của Việt Nam. Một cuộc chạm trán trên không diễn ra để ngoạn mục giữa hai bên khi hai bên quần thảo nhau trên bầu trời và phóng ra những quả tên lửa vào nhau cũng như các động tác né tránh lẫn nhau tạo ra một cảnh tượng đầy ngoạn mục và kịch tính. Đặc biệt là lúc các tên lửa chạm vào nhau gây ra nhiều tiếng nổ lớn, âm thanh của tên lửa cũng như đạn dốc két làm náo động. làm náo động cả một vùng trời rộng lớn. Cuối cùng với kinh nghiệm chiến trường cũng như sự khổ luyện, các phi công Việt Nam đã bắn tan xác năm chiếc tiêm kích H6 của Campuchia, làm cho chúng bốc cháy tan thành nhiều mạnh kèo theo những vệt lửa dài và nhanh chóng rơi xuống biển, làm cho hai chiếc còn lại phải quay đầu bò chạy thuộc mạng sau khi phóng vội vàng ra nhiều quả tên lửa còn lại. Hai máy bay Việt Nam bị trúng tên lửa một chiếc bị sượt qua đuôi máy bay, gây cháy phi công. Hồ Trung Dũng đã cố bay hạ cánh khẩn cấp về căn cứ không quân tại Phú Quốc. Trước khi được xe chở lửa đến cứu kịp, phi công Nguyễn Trọng Phú đã kịp nhạy dù thoát ra trước khi máy bay nội tung của chiếc F-30 còn lại của Việt Nam bị trúng đạn. Trong cuộc chạm trán này sau sự việc, trên từ bom bombing, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đã lên án Việt Nam cho rằng Campuchia chỉ đi tuần tra trên vùng biển của mình và tuyên bố không công nhận vùng nhận dạng phòng không của Việt Nam tại đảo Phú Quốc và đe dọa sẽ có biện pháp trả đũa Việt Nam trong thời gian tới. Việt Nam ngay lập tức bác bỏ các tuyên bố trên của Campuchia và cho rằng đã cảnh báo trước và tạo cơ hội cho Campuchia để chấm dứt việc xâm nhập bất hợp pháp vào không phần của Việt Nam thông qua phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao. Bà Lê Thị Thu Hằng đang làm gia tăng căng thẳng mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia. Diễn biến tiếp theo của việc việc này ra sao? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe khi chúng tôi có được những thông tin mới nhất. Sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi về các diễn biến mới nhất về tình hình tại Biển Đông. Thưa quý vị, chuyên gia Trung Quốc nói về nguy cơ chiến tranh với Mỹ trên Biển Đông. Chuyên gia Trung Quốc đã cảnh báo về nguy cơ nổ ra xung đột quy mô nhỏ hoặc trung bình giữa Bắc Kinh và Washington ở Biển Đông. Mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc CDTM ngày 24 tháng 8 có bài viết cho hay Biển Đông là một điểm khởi phát các trong mối quan hệ đang dần xấu đi giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tuyên bố gần đây của Washington trong đó bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh có ý nghĩa rất lớn với tình hình an ninh trong khu vực. Giám đốc sáng kiến chiến lược tình hình chiến lược Biển Đông, FBA ông Hubo cho rằng, trong khi Trung Quốc và Hoa Kỳ đều là các cường quốc hạt nhân, họ vẫn liên kết chặt chẽ với nhau. Vì, vì vậy, khả năng xảy ra xung đột toàn diện trong khu vực là rất ít nhưng mối đe dọa của cuộc xung đột quy mô vừa hoặc nhỏ không thể bị loại trừ. Dù Mỹ đã cố gắng tách rời Trung Quốc ở các khu vực khác, nhưng xét về tổng thể họ vẫn liên kết chặt chẽ với nhau. Vì vậy khả năng xảy ra xung đột quy mô lớn là hiếm. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể xảy ra xung đột ở quy mô vừa và nhỏ chẳng hạn như các tàu chiến đâm vào nhau hoặc thỉnh thoảng hai bên sẽ đáp trả hỏa lực. Vì thực tế là tàu chiến và máy bay của hai nước chạm trán nhau mỗi ngày, ông Hugo nói. Căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ trong khu vực Biển Đông bắt đầu từ năm 2009 khi tranh chấp gia tăng giữa Trung Quốc, nước đòi hỏi chủ quyền phi pháp đối với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông thông qua yêu sách đường chính đoạn, đường lưỡi bò và các quốc gia khác có chủ quyền như Việt Nam và tuyên bố đòi hỏi chủ quyền một phần Biển Đông, chủ yếu là Việt Nam và Philippines. Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Barack Obama tuyên bố chính sách xoay trục sang châu Á của mình nhằm đối phó với một Trung Quốc đang trỗi dậy và củng cố lại ảnh hưởng của Washington trong khu vực. Sau sự kiện trọng tài Biển Đông năm 2016, phán quyết có lợi cho Philippines, Trung Quốc và các nước láng giềng Đông Nam Á cam kết giải quyết vấn đề thông qua ngoại giao và nhất trí đại nhanh quá trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Trong lúc này, Hoa Kỳ vẫn tập trung vào sự gia tăng quyền lực của Trung Quốc, đặc biệt là khi Bắc Kinh liên tiếp thực hiện các chiến dịch bồi đắp cải tạo chiếm giữ và quân sự hóa các đảo đá một cách phi pháp trên khu vực ở Biển Đông. Hoa Kỳ lo lắng rằng khoảng cách giữa sức mạnh quân sự giữa hai nước ngày càng nhỏ đi. Mỹ đã từng lập cường quốc duy nhất trên thế giới và trong khu vực này, ông Hubo nói. Theo ông Hubo, trung bình khoảng 3 tàu Mỹ đang thường xuyên hoạt động trong vùng biển, tăng 60% so với 10 năm trước, và tuần suất các hoạt động trinh sát gần với Trung Quốc đã tăng gấp đôi lên khoảng 4 chiến dịch mỗi ngày. Một máy bay tuần tra hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ đã từng tiếp cận không phận trinh tài mà ông Hubo, gọi lãnh thổ của Trung Quốc một cách rất chặt chẽ vào tháng năm này. Loại máy bay này đang được sử dụng để thu thập thông tin tình báo, nhưng nó không cần phải bay ở khoảng cách gần như vậy để thực hiện công việc này. Đó là một cách khiêu khích Trung Quốc, ông Hubo cho hay. Hiện tại, Hải quân đang duy trì hai hạm đội tấn công do các tàu sân bay hạt nhân, dẫn đầu các hàng không mẫu hạm cùng các tàu hộ tống hậu cần đang có mặt ở Biển Đông và vùng lân cận để thực hiện các sứ mệnh tuần tra tập trận đơn lẻ cũng như phối hợp diễn tập cùng các đồng minh và đối tác của mình ở khu vực. Trong các đồng minh lớn của Hoa Kỳ ở châu Á Thái Bình Dương, đáng chú ý nhất là Nhật Bản và Australia, cả hai quốc gia này đều đang điều động lực lượng hải quân của mình để tham gia các cuộc tập trận với quân đội Mỹ trong bối cảnh đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chưa có dấu hiệu dừng lại. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin vào bản tin trước, hiện tại các cửa khẩu phía bắc biên giới nước ta đã chật ních người Trung Quốc đổ xô đến. Ước tính có 100 triệu người dân Trung Quốc đã đổ dồn từ vùng hạ lưu đập Tam Hiệp để sang Việt Nam lánh nạn. Con số này nhiều hơn dân số trong cả nước là 6 triệu người. Các cửa khẩu hiện nay đã có lệnh của chính phủ đóng cửa chặt chẽ, không cho bất cứ người dân Trung Quốc nào tràn qua. Thế nhưng trước làn sóng di cư khổng lồ này, khó có thể giữ chân được 100 triệu dân Trung Quốc. Nhiều câu hỏi đặt ra tại sao dân vùng Hạ Lưu được Tam hiệp không chảy đến các tỉnh thành khác của Trung Quốc. Điều này được lý giải rằng, Việt Nam là một miền đất màu mỡ mà dân Trung Quốc mơ ước từ lâu, chỉ có 100 triệu người tìm đường đến Việt Nam, trong số 200 triệu người khác tìm nơi cư ngụ ở trong nước hoặc đi các nước khác. Nhà nước Việt Nam cũng đang nghi ngờ rằng Trung Quốc có ý đồ thâm độc trong cuộc di cư này, nhân cơ hội này xâm chiếm luôn đất nước Việt Nam, thực hiện kế trách trong đánh ra, ngoài đánh vào. Tuy nhiên đó chỉ là suy đoán, nhưng cũng vì lý do đó nên Việt Nam ta mới đóng cửa biên giới phía Bắc. Thưa quý thính giả, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam đã từ chối yêu sách của Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình, về vấn đề mở cửa đất nước để đón các công dân Trung Quốc sang lánh nạn, xa lũ đập Tam Hiệp. Trước đó, như chúng tôi đã đăng tải thông tin về đập Tam Hiệp ở những bản tin trước, do lo ngại tình hình mưa lũ kéo dài đang rất nghiêm trọng ở thường nguồn sông đã khiến cho mực nước trong hồ ở thủy điện lớn nhất thế giới mang tên Tam Hiệp đang trong tình trạng sắp vượt ngưỡng cho phép, tức là 181 m Nếu nước hồ chứa vượt qua con số cho phép thì các chuyên gia nhận định 80 tỷ khối nước sẽ ảo xuống một nửa của Trung Quốc và hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Hiện tại, người dân của Trung Quốc đang rất hoang mang và lo lắng. Theo một nguồn tin của chúng tôi thu thập được, hiện tại 100 triệu công dân của Trung Quốc đang rục dịch kéo về biên giới Việt Nam, không có thể lánh nạn. Theo nhận định của chúng tôi, đây không phải là một cuộc lánh nạn bình thường như nhiều người đang nghĩ. Chúng tôi cho rằng ẩn ý của Tập Quân Bình yêu cầu Việt Nam mở cửa biên giới để đón hàng triệu người dân tràn qua chắc chắn có nguyên nhân sâu xa của nó. Có nhiều mục đích khác nhau nhưng chúng tôi xin đưa ra hai giải thuyết mà có thể Trung Quốc đã ủ mưu từ trước. Có thể Trung Quốc đã lợi dụng những dòng người đông đức này để làm xáo trộn chính trị đất nước Việt Nam của chúng ta. Điều này sẽ gây ra tình trạng quá tải và an ninh trật tự của người dân Việt Nam sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Còn nhớ vào năm 2019 vụ giết người gây chấn động trên mạng xã hội đã xảy ra có liên quan đến ba người Trung Quốc. Cụ thể, ba công dân biên giới Trung Quốc đặt thuê một xe taxi từ một người đàn ông ở Hà Nội lên Lạng Sơn và nhóm thanh niên này đã sát hại dã man người lái xe, không may mắn và rồi sau đó bị bắt. Công an Việt Nam không thể thực thi pháp luật trừng phạt ba tên này bởi vì chúng là công dân Trung Quốc. Thử hỏi quý vị đứng trước tình cảnh nêu trên, liệu sự an toàn của người dân Việt Nam sẽ được đảm bảo hay không? khi luật pháp của chúng ta chưa đủ sức mạnh để trừng trị bọn chúng. Một vấn đề đáng quan ngại và sâu xa hơn khi đây có thể là một âm mưu đưa quân lính vào Việt Nam đánh phá, xâm chiếm lãnh thổ của Việt Nam chúng ta. Đây được gọi là thế cộng kìm với nhiều nguyên nhân khác nhau, Bắc Kinh sẽ lấy cớ tấn công Việt Nam như trận chiến đẫm máu vào năm 1979. Bên cạnh đó, Trung Quốc là ổ dịch của thế giới, là nơi bùng phát tâm dịch kinh khủng nhất trên toàn cầu hiện nay. Điều đó chắc chắn là một mối nguy hại cho Việt Nam của chúng ta khi đất nước chúng ta mới đóng cửa cách ly xã hội. Việc mở cửa có thể sẽ là hành động trải thảm đỏ đón thần chết vào đất nước của chúng ta. Theo quan điểm cá nhân của tôi, việc thắt chặt an ninh bên giới trong những giờ phút này là việc hết sức cần thiết. Tôi đánh giá cao lời phát ngôn của bà Lê Thị Thu Hằng đã từ chối yêu cầu của Bắc Kinh khi mà Biển Đông của chúng ta hiện nay đang gặp rất nhiều sóng gió và gian nan khi Trung Quốc liên tục điều tàu chiến và tàu hải cảnh tuần tra gay gắt và áp đặt nhiều yêu sách phi lý của họ lên biển đảo của chúng ta như hiện nay. Mới đây nhất, lệnh cấm đánh bắt cá trắng trợn ngay trên ngư trường của chúng ta từ ông Tập Cận Bình là hết sức phi lý và vô căn cứ. Chúng ta phải nhiệt liệt phản đối và chính phủ của Việt Nam cần có những động thái mạnh mẽ hơn trên phương diện ngoại giao. Thậm chí là quân sự để bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như an ninh hàng hải cho các tàu bè và ngư dân của Việt Nam được an toàn ngày đêm bám biển, thoát khỏi tâm thế lo sợ mỗi khi ra khơi. Kính thưa quý vị, hôm qua bản tin chúng tôi đã đăng tải tại biển Đông, theo thông tin từ cục khí tượng thủy văn Trung ương, đêm hôm qua, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2021, một trận lốc xoáy rồng từ ngoài khơi biển Đông đã bất ngờ đổ bộ và càn quét một đảo nhân tạo của Trung Quốc đang xây dựng trái phép trên biển Hoàng Sa Việt Nam, khiến ít nhất 730 công binh, hải quân và dân thường bị thiệt mạng. Ngoài ra, cơn vật rồng đã phá hủy tan hoang các công trình đã và đang xây dựng trên hòn đảo nhân tạo này, theo cơ sở thống kê đến 2 giờ sáng ngày hôm nay, Bắc Kinh công bố. Vòi rồng và sông lốc đổ bộ bất ngờ và rất nhanh, hơn nữa lại là trong đêm u tối nên người dân và binh lính ở đây không kịp trở tay và đề phòng tham họa ập đến bên cạnh đó còn có bốn chiếc trực thăng quân sự cũng bị cuốn trôi xuống biển con số thiệt hại lớn hơn rất nhiều so với con số thực tế mà nhà chức trách đã công bố kính thưa quý vị theo như số liệu đo đạc của bộ phận khí tượng thủy văn cơn lốc xoáy có sức mạnh tàn phá vô cùng khủng khiếp và chưa từng có tại biển đông nó được hình thành rất nhanh tạo thành những cột xoáy khổng lồ và cắm thẳng xuống đất nếu cơn lốc này di chuyển theo hướng cụ thể nó có thể đi thẳng đến biển Hoa Đông và mục tiêu có thể là hòn đảo Điếu Ngư của Nhật Bản nhưng vào tối hôm qua, cơn lốc xoáy tự nhiên xoay chiều đột ngột và hướng về đảo đá nhân tạo của Trung Quốc, nơi có nhiều lính của Trung Quốc và người dân đang cư trú. Được biết vào sáng hôm nay vẫn còn có nhiều chuyến bay vận tải quân sự và thương mại của Trung Quốc từ đảo Hải Nam bay ra đảo đá nhân tạo của Trung Quốc, trong đó có đảo Phú Lâm. Theo một nguồn tin từ phía quân đội Trung Quốc cho biết, hòn đảo nhân tạo này cũng đã bị thổi bay hoàn toàn sau cơn thảm họa. Bởi vậy, những người bị thương được máy bay vận tải đưa về Hải Nam để chữa trị. Cũng theo nguồn tin trên, những người chứng kiến cơn lốc xoáy tối qua đã nói họ chưa bao giờ chứng kiến thấy cơn lốc xoáy nào kinh khủng như hôm qua. Những cơn vòi rồng như thế này thường chỉ xuất hiện ở Mỹ hay ở phành đai Thái Bình Dương. Hơn nữa, vẫn chưa đến mùa mưa bão hàng năm nên vòi rồng xuất hiện là điều bất ngờ. Theo các chuyên gia về thiên tai, vòi rồng này có sức công phá kinh khủng hơn trăm lần cơn bão cấp 5 và cấp siêu nguy hiểm. Sức mạnh của nó có thể cuốn cả ô tô. Rất may mắn, thường thì những cơn vòi rồng này chỉ xuất hiện 15 phút rồi tan biến. Nếu nó cày phá trên đạo đá nhân tạo này lâu thêm một chút nữa thì có thể đạo đá nhân tạo này của Trung Quốc sẽ chìm sâu dưới đáy biển. Hiện thì cơn vòi rồng này đã tan biến theo mây, nhưng theo các chuyên gia phán đoán, rất có thể sẽ còn có những cột vòi rồng và sông tổ khác xuất hiện với tần suất nhiều hơn nữa. Dĩ nhiên, mục tiêu của các đảo nhân tạo tại khu vực biển này là nơi Trung Quốc đã xâm chiếm trái phép hoành hành ngang ngược trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Kính thưa quý vị, hiện tại bầy đào đá nhân tạo của Trung Quốc xây dựng trái phép được bồi đắp đang bắt đầu có hiện tượng sụt lún và sắp chìm vì sự nạo vét và bồi đắp sai kỹ thuật nên đã mất cân bằng chân đế lòng đất dưới đáy biển đông và theo các chuyên gia phân tích động đất và sóng thần nhận định nếu tại biển đông có một trận vòi rồng như đêm qua thì cũng là một cơn bão giật cấp 15 các thực thể đảo nhân tạo này sẽ bị chìm sâu dưới đáy biển. Chính quyền của Tập Cận Bình đã nhiều lần khắc phục tình thế này, nhưng điều đó là bất khả thi. Có vẻ như công nghệ của Trung Quốc trên biển chưa được phát triển, những đảo đá đả nhân tạo này được ví như lâu đài, được xây dựng trên cát. Nó sẽ sụp đổ bất cứ khi nào mà không có cách nào chống đỡ. Theo một nguồn tin mà chúng tôi thu thập được, ngày hôm qua một đoàn thị sát của Đài Lục bay ra thị sát đảo nhân tạo của Trung Quốc tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Theo các chuyên gia khảo sát, Bài đảo nhân tạo này có nguy cơ chìm xuống đáy biển nếu có những cơn bão siêu to, cùng với đó là sóng to 10 mét và sông lốc như đêm qua. Nhiều nhà khoa học báo trước điều đó đã và đang dần xảy ra đối với chính quyền Bắc Kinh, đó cũng là một sự trừng phạt của những tội ác mà tập đoàn Bắc Kinh đã gây ra trong suốt thời gian qua. Hiện tại vùng biển này thuộc chủ quyền của Việt Nam và đang bị tàu hải cảnh của Trung Quốc ngày đêm quẩn thảo. Nhiều tàu bè đánh cá của ngư dân Việt Nam ra ngư trường khai thác cá lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ những tàu hải cảnh của Trung Quốc có thể đuổi bắt và đâm chìm ngay trên biển bất cứ khi nào. Thậm chí là có thể bỏ mặc trên biển hoặc bắt về căn cứ. Như hồi đầu tháng 4, một tàu cá ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã bị tàu hải cảnh đâm chìm, sau đó nhiều tàu bè đưa đến ứng cứu nhưng đã bị nhóm tàu hải cảnh của Trung Quốc ngăn chặn và dọa nạt. Chúng còn đe dọa và tịch thu ngư cụ đánh bắt cá của ngư dân Việt Nam. Rõ ràng đây là một tội ác vô nhân đạo, có thể nói là chính quyền Bắc Kinh không có chuyện gì xấu mà không dám làm để đạt được mục đích của họ. Việt Nam cần có thái độ mạnh mẽ và cương quyết hơn và hãy hành động nhiều hơn là chính trên phương diện ngoại giao. Điều đó sẽ chẳng bao giờ thấm vào đâu như nước đổ đầu vịt. Con vị sao ở đây gọi là tịch tập Quân bình. Trong tay của chúng ta đang có 6 tàu ngầm lớp kilo hiện đại được mua từ Nga và hàng chục tàu chiến. Tàu khu trục hiện đại khác đang nêu đầu tại cảng quân sự Cam Ranh. Đây là lúc chính phủ của Việt Nam cần cương quyết hơn trong vấn đề quân sự, giải quyết không được trên phương diện hòa bình và ngoại giao chúng càng lần tới và cho rằng chúng ta nhút nhát. Việt Nam chúng ta chưa bao giờ biết sợ trước người Trung Quốc từ đời xa xưa võ ngựa mông nguyên trên thế giới đánh đau thắng đó nhưng đều tan nát ba lần trước mũi gươm của cha ông chúng ta. Trước đó lịch sử đã cho thấy chúng ta Việt Nam của chúng ta có thể đánh thắng bất cứ thế hệ người Hán nào, kể cả ngay tại lúc thời điểm này tất cả những tin tức liên quan đến chiến sự, biên giới Trung Triều. Tất cả những thông tin liên quan đến tình hình vỡ đặt tam hiệp và tình hình di dân của người Trung Quốc, chúng tôi sẽ thu thập và gửi đến cho quý vị trong những bản tin kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức.